Tại thành phố Đà Nẵng, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được tổ chức long trọng hàng năm đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống, văn hóa của người dân địa phương và du khách. Năm nay, vì phòng dịch nên lễ hội không tổ chức quy mô như hàng năm. Chư Tổ Đức Chùa Quan Âm chỉ thực hiện lễ khánh đàn Bồ Tát Quán Thế Âm trên tinh thần duy trì, phát huy lễ hội truyền thống và cầu nguyện thế giới hòa bình, người người an vui, dịch bệnh tiêu trừ. Dẫu vậy thì buổi lễ vẫn diễn ra trang nghiêm và có sự tham dự của đông đảo quần chúng nhân dân, thập phương Phật tử. Không có cái chỉ thị 16 và chung sống bình thường thích ứng với dịch Covid thì thập phương thượng tiến cũng vẫn đi đông đủ. Từ chiều ngày 18 đến sáng ngày 19 hôm nay, lượng người thì cũng bằng 30% các năm để chính thức. Dù chỉ là lễ kỷ niệm, nhưng chư Tôn Đức vẫn thực hiện đầy đủ các nghi thức theo truyền thống. Trong đó có cả nghi thức rước tượng Quán Thế Âm, chiếc kiệu có tượng Bồ Tát đi trước và đông đảo Phật tử đi theo sau. Lễ rước tượng chủ yếu cầu nguyện cho đồng bào, chúng sinh đi biển, làm ăn trên sông nước thuận lợi bình an, không gặp thời tiết khắc nghiệt. Đoàn người tham gia chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát mang lại cảm giác bình an và hạnh phúc. Hầu như mọi người đều biết đến Đức Mẹ Hiền Quan Tâm Bồ Tát. Trong cuộc sống, mỗi khi gặp những gì đau khổ, những gì trắc trở, người ta thường hay cầu cứu và xin mẹ từ bi, thương xót, cứu khổ chúng sanh. Có những cái nỗi niềm gì thì cũng hay niệm hồng danh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Mẹ Hiền cứu khổ chúng sanh. Dù chưa trọn vẹn, nhưng lễ kỷ niệm khánh đàn Quán Thế Âm năm nay đã diễn ra thành công và mang đến ý nghĩa quan trọng. Trước hết là thể hiện sự quan tâm đến nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của người dân. Cùng với đó là kinh nghiệm cho những năm sau, nhất là khi lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Quán Thế Âm là lễ hội phi vật thể văn hóa quốc gia, mà do tình hình dịch bệnh từ 19 đến 21 cho nên là chưa tổ chức được. Thì chắc chắn rằng sang năm chính quyền thành phố và trung ương cũng sẽ tổ chức rất là lớn. Sang năm trúng ngày 17, 18, 19 tháng 2 âm lịch, trúng ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật, ngày 7, ngày 8, 19 tháng 4 năm 2023. Chắc chắn rằng cái lễ hội sẽ được lớn, năm nay chỉ là khởi động mà thôi. Với nhiều hoạt động văn hóa mang đậm phong tục của người dân Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung, lễ hội Quán Thế Âm tuy mang màu sắc tôn giáo nhưng đã đóng góp một phần không nhỏ vào phục hồi và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Có thể nói, lễ hội Quán Thế Âm là lời cầu nguyện cho dân tộc quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ngày càng thịnh vượng. Hòa vào không khí lễ khánh đàn Bồ Tát Quán Thế Âm trên cả nước, tại chùa Hương, Nam Thiên Đệ Nhất Động, nơi được tin là đã lưu dấu 9 năm tu hành của Bồ Tát, khá đông Phật tử đã về chùa để cùng trang nghiêm cử hành lễ thả hoa đăng lạy ngũ bách danh. Tất cả đều nhất tâm hướng về Ngài với một tấm lòng thành kính và trang nghiêm. Không trang trí đèn hoa rực rỡ, không còn những chương trình âm nhạc nghệ thuật, năm nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa Hương đều được tiết giảm. Tuy vậy, những ngày này, nhiều Phật tử người dân đến chùa bày tỏ tấm lòng thành kính lên Bồ Tát trong sự trang nghiêm, tĩnh lặng. Trên dòng suối Yến, những ngọn hoa đăng đã được các Phật tử cũng như du khách thắp sáng. Với họ, mỗi ngọn đèn trong đêm khánh đản của Bồ Tát là ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ, tinh thần bình đẳng, từ bi, vô ngã, vị tha. Theo đó là ước nguyện an lành, xóa hết mọi khổ đau, khẩn cầu Đức Quan Thế Âm bảo vệ, che chở, hộ trì cho đất nước bình yên, nhân loại hạnh phúc và nhân dân an lạc. Ý nghĩa của việc mà mang dâng những bông hoa, những ngọn đèn lên sáng tỏ lên với Đức Phật và Quan Thế Âm, cầu nguyện những điều mình ước, cầu nguyện cho quốc thái dân an và cầu nguyện tất cả những điều tốt đẹp nhất, nhất là những dịp trong dịp mà cầu nguyện để đẩy lùi bệnh dịch corona. Do dịch bệnh đã dần được kiểm soát nên năm nay, mùa khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm đón đông đảo du khách thập phương đến với nhà chùa. Em Nguyễn Minh Châu đã đến động hương tích từ sớm để cùng các chư tăng làm công quả, thiết trí hàng nghìn ngọn nến thành các biểu tượng ý nghĩa. Hôm nay là ngày khánh đản của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Con rất hoan hỉ khi được tham gia vào khâu chuẩn bị
cho đàn lễ chùa Hương. Con mong rằng là với sự gia trì và lòng từ bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì người sẽ lan tỏa Phật Pháp đi ra khắp mọi chúng sinh, cứu giúp chúng sinh từ các cõi luân hồi đau khổ, và Phật Pháp sẽ mãi mãi trường tồn. Còn với Phật tử Diệu Hoa, một Phật tử thuận thành, sau một năm gián đoạn vì dịch bệnh, chị đã được đến chùa hành lễ cùng các chư tôn đức và các bạn đồng tu là niềm hoan hỷ lớn. Tiếng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát như tạo thành bản giao hưởng khổng lồ với lễ ngũ bách danh. Sau 2 năm phải chống chọi với cả dịch bệnh Covid thì Phật tử của chúng tôi hôm nay đã được trở về nơi đất Phật tại Động Hương Tích để làm lễ khánh đản Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, và chúng tôi cầu Đức Phật tham bảo gia hộ và Đức Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho tất cả toàn dân trên thế giới này, và nhất là đất nước Việt Nam của chúng tôi được tai qua nạn khỏi, dịch bệnh được tiêu trừ để nhà nhà được hưởng chữ an vui hạnh phúc. Với sự thành tâm của đồng bào Phật tử và người dân, mùa khánh đản Bồ Tát tạo nên nét đẹp văn hóa tâm linh, góp phần mang đến sự thanh tịnh trong tâm hồn và sự an lạc cho cõi nhân gian. Sau một thời gian các Phật sự bị tạm dừng do dịch Covid-19, lễ khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm đã được nhiều tự viện phía Nam tổ chức trở lại. Đêm hội lung linh với nhiều hoạt động ý nghĩa đã ghi đậm dấu ấn trong lòng Phật tử. Trong không gian trang nghiêm tại chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng, đông đảo Phật tử đã vân tập tham dự lễ kỷ niệm nhân ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là lần đầu tiên chùa tổ chức và cũng có phần đặc biệt bởi sự kết hợp của nhiều hoạt động ý nghĩa. Thật ra đây là một cái không gian rất là thoáng rộng, cho nên việc tổ chức còn gắn kết với chương trình khóa tu 2 ngày để các Phật tử cùng với tăng đoàn trải nghiệm sự an vui hạnh phúc cuối tuần, nhằm tăng cường các năng lượng tích cực, năng lượng từ bi mang về để chia sẻ và tác động tích cực đến các thành viên trong gia đình. Bên cạnh việc tụng kinh, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thiền tọa, quý Phật tử còn được trải nghiệm không khí ấm cúng, nghe chia sẻ về ý nghĩa ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Hơn cả, chùa còn nhấn mạnh hoạt động cầu nguyện thế giới hòa bình. Trải qua 2 ngày tu học tại chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng, con cảm thấy rất là vui vì mình có cơ hội tiếp xúc với Phật Pháp nhiều hơn, được học được nhiều điều hay và ý nghĩa. Và bên cạnh đó cũng cảm nhận được rất là nhiều năng lượng tích cực tại ngôi chùa nơi đây. Nhân ngày lễ vía của ông Bồ Tát, con có ước nguyện là ngôi chùa sẽ sớm được hoàn thiện để các Phật tử từ khắp nơi có thể về đây tu học và học được nhiều điều hay ý nghĩa như con. Chư Tôn Đức chùa Quan Âm Đông Hải hy vọng lễ kỷ niệm khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm mang tính thực tiễn, gắn liền với sự thực tập những giá trị tích cực qua năng lượng từ bi để mang lại sự bình an cho cộng đồng. Thông điệp quan trọng nhất mà các Phật tử tham gia lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm đó là chúng ta không nên dừng lại ở sự cầu nguyện các giá trị tích cực từ Bồ Tát Quán Thế Âm, mà hãy trở thành các hóa thân của Bồ Tát Thế Âm trong đời sống thực tiễn. Để ở vai trò nào chúng ta cũng có thể góp một bàn tay của lòng từ bi, sự hiểu biết, sự cảm thông, sự hiểu và thương để mang lại lối sống hài hòa. Còn tại tỉnh Đồng Nai, sau một năm tạm dừng do dịch Covid-19, năm nay Viên Giác Thiền Tử đã tổ chức lễ khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm trở lại. Phật tử tham dự tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch, cũng như có ý thức giữ gìn sự tôn kính nơi tổ chức lễ. Buổi lễ vía quang Bồ Tát Quán Thế Âm tháng 2 năm nay nó có một cái đặc biệt mà thầy rất quan hỷ, đó là Phật tử về dự lễ thì số lượng thì vắng hơn các cái năm trước, nhưng trang nghiêm hơn, yên lặng hơn, họ và tưng đặc biệt là họ về dự lễ họ tuân thủ hơn những cái điều quy định của ban tổ chức đưa ra. Không gian Viên Giác Thiền Tự trong đêm khánh đản của Bồ Tát lung linh với cờ, hoa, nến. Đặc biệt, người tham dự còn được thưởng thức chương trình âm nhạc nghệ thuật diễn ra công phu, là tấm lòng thành kính dâng lên Bồ Tát của các nghệ sĩ, những người con Phật. Mình rất mong là chùa có thể có nhiều chương trình như này nữa để mình được mang tiếng hát của mình về cúng dường Tam Bảo.
Hôm nay là ngày vía Quan Thế Âm thì Đức Thịnh cũng là một người con của Phật tử, thì Đức Thịnh rất là tôn kính Đức Phật và sẽ tự nhủ lòng mình sẽ tu tập thật tốt hơn để không phụ lòng công ơn của Đức Phật. Mỗi năm một lần, ngày khánh đản vía Bồ Tát Quan Thế Âm còn là dịp để quý Phật tử nuôi dưỡng và phát triển lòng từ bi, dâng nén tâm hương cúng dường Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm, nguyện cầu người luôn chở che và mãi là điểm tựa tâm linh vững chắc trong cuộc sống.